Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc sống vùng cao. Ở trong cái clip ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu và muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cái cây ngải cứu. Và tôi muốn gửi đến tất cả các bạn những cái thông tin cũng như là một số những cái bài thuốc có sử dụng kết hợp cái cây ngải cứu để chữa một số những cái bệnh khác nhau. Đây trước mắt chúng ta là một cái cây ngải cứu đây các bạn. Đấy, có thể là ở dưới xuôi nhiều anh chị chúng ta không biết đến cây ngải cứu luôn nhỉ. Nhưng mà ở trên tôi thì cây ngải cứu này là một cái cây mà nó từ bé đến giờ đã luôn theo chúng tôi và luôn đồng hành cùng chúng tôi. Cứ mỗi dịp mà chúng tôi làm phải làm cái cứ mỗi dịp mà chúng tôi phải làm ruộng mạ ấy, thì chúng tôi đều dùng cái cây ngải cứu này để mà làm một cái gọi là làm một cái loại phân để mà ủ cái ruộng mạ chúng tôi, làm cho mạ chúng tôi tươi tốt. Đấy, chính bởi vậy cho nên là cây này nó rất là quen thuộc và rất là gần gũi với chúng tôi. Đấy, không biết là ở chỗ các bạn có biết đến cây này hay không. Cây ngải cứu thì người dân tộc Dao chúng tôi gọi cây này là cái cây lùng ngoải nha các bạn. Đấy, gọi là lùng ngoải. Đấy là cái tên gọi theo tiếng địa phương người Dao của chúng tôi. Đấy, thì cây này theo kinh nghiệm dân gian cũng như là theo những cái tài liệu về những cái cây thuốc, vị thuốc Việt Nam, thì tôi muốn tôi muốn tổng hợp lại và muốn gửi đến tất cả mọi người những cái công dụng, tác dụng chữa bệnh từ cái cây ngải cứu này. Thì cái cây này thì chúng ta cũng biết là đây là một cái loài cây thảo sống lâu năm này, thân khỏe, cao khoảng từ 50 đến 60 cm, thậm chí là nó có những cây nó cao, nó mọc ở những cái chỗ tốt, đất đai mà mỡ thì nó có thể cao đến khoảng 1 mét, đấy, thậm chí là hơn 1 mét nhé các bạn nhé. Đấy, cây này thì nó cũng rơi khoảng khoảng 40 cm rồi. Đấy. Và cái cây này thì các bạn thấy là lá xẻ lông chim này. Đấy. Lá xẻ lông chim có lông trắng nhé các bạn nhé. Đấy, có thể là cái đây, thân của nó này có lông màu trắng này. Đấy. Tôi cũng rất là bực vì là cái máy ảnh của tôi thì nó độ lấy nét của nó rất là yếu. Nên là nhiều khi tôi muốn quay cận cảnh mà muốn quay lấy nét cho các bạn xem kỹ hơn nhưng mà nó không được. Đấy. Đây chính là cây ngải cứu này các bạn này. Và cây này thì nó mọc hoang ở hầu hết tất cả các nơi tôi đều thấy. Đây các bạn. Đó. Và những cái cây khô như này khi mà chúng tôi đi lên nương hoặc là đi xuống ruộng ấy, thì buổi trưa ăn cơm ở ruộng thì chúng tôi hay lấy cái này vuốt để làm đũa. Đó, đấy là tác dụng đời sống thực. Rồi, bây giờ thì vào vấn đề chính. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn, tôi muốn gửi đến các bạn một số những cái thông tin về một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây ngải cứu này. Ví dụ như là những cái trường hợp mà chị em phụ nữ mà kinh nguyện là ra nhiều với các bạn. Đấy, tử cung xuất huyết do suy nhược thì các bạn có thể dùng cái ngải cứu này khoảng 12 g. Đấy, các bạn kết hợp với lại sinh địa 10 g và đương quy 10 g này, bạch thược 5 g, xuyên khung 3 g. Các bạn sắc với khoảng 800 ml nước, sắc đến khi nào còn khoảng 300 ml thì các bạn lọc bỏ bã và thêm và chia làm 3 lần uống trong ngày. Đấy, các bạn chia làm 3 lần uống trong ngày thì nó có thể điều trị cái chứng mà kinh nguyện ra nhiều và tử cung xuất huyết do suy nhược đấy các bạn. Đấy, còn cái thứ hai, cái trường hợp mà thứ hai thì các bạn cái cây ngải cứu này nó còn trị cái chứng mà có thai 2 tháng mà thai bị động không yên ấy, thì các bạn dùng đại táo 12 quả, ngải cứu 24 g, sinh khương 24 g, các bạn sắc uống. Đó, sắc uống thì nó cũng có thể là trị cái chứng mà có thai 2 tháng mà thai lại bị động không yên. Và một cái nữa, những cái trường hợp mà có thai Đấy, có thai bị thương hàn nóng ấy, đến nỗi mà phát ban rồi lại biến ra nốt đen, tiểu ra máu ấy, thì các bạn cũng có thể dùng cái cây ngải cứu này. Viên lại to bằng quả trứng gà, sắc với khoảng 200 ml rượu, còn khoảng 100, tức là còn khoảng một nửa ấy, thì các bạn chia ra làm 2 lần uống trong một ngày. Đấy, các bạn cứ làm nhiều ngày đến khi nào mà nó không còn phát ban, đấy, không biến ra các nốt đen, nó còn không còn tiểu ra máu nữa thì các bạn dừng. Đấy là cái mà công dụng của cây ngải cứu. Ngoài ra thì cái cây ngải cứu này còn có công dụng nữa, nó chính là cái chị mà cái chứng mà phụ nữ có chứng hư này, kinh nguyệt không đều này, đấy, và đau nhói do khí huyết này, bụng sườn đầy trướng này, chóng mặt này, muốn nôn này, đó, băng lậu hoặc là đáy hạ thì các bạn dùng đương quy này, ngải cứu này, 2 loại khoảng 80g kết hợp với lại hương phụ 240g. Hương phụ thì hôm nào tôi sẽ có một cái clip tôi giới thiệu về cây hương phụ để cho các bạn biết. Và đấy, tất cả 3 loại các bạn phơi khô tán bột và các bạn dùng giấm nấu với nếp làm hồ, và các bạn trộn với thuốc bột làm hoàn đấy, các bạn uống ngày uống từ khoảng 16 đến 20g. Đấy, các bạn uống khoảng từ 16 đến 20g thì nó cũng có thể chữa được các bệnh chứng hư này, kinh nguyệt không đều này, đau nhói khí huyết đấy. Và ngoài ra thì cây này còn có thể làm thuốc điều kinh này và giúp ăn thai này. Những cái người mà đang mang thai ấy, nếu thấy có cái hiện tượng đau bụng này, ra máu này, thì các bạn dùng khoảng 16g cái lá này. Đây, các bạn dùng khoảng 16g lá ngải cứu này kết hợp với lại 16g lá tía tô cùng với lại 600 ml nước, sắc còn khoảng 100 thì các bạn chia ra làm 3 đến 4 lần uống trên một ngày. Đấy. Các bạn cứ uống liên tục nhiều ngày vào thì nó sẽ giúp an thai rất tốt này. Đấy, ngoài ra thì cái ngải cứu nó còn có thể trị mụn cơm này, mụn cóc này. Đấy, các bạn giã ngải cứu tươi này, đắp lên chỗ mụn cơm này, mụn cóc này nhiều lần mỗi ngày. Đấy, thấy mụn bay mất trong vòng từ khoảng thời gian 3 đến 7 ngày thì các bạn sẽ thấy cái mụn của nó, thấy mụn bay. Và một cái nữa, cái cây ngải cứu này nó còn có thể trị được mụn trứng cá nhé các bạn. Đấy, các bạn cũng lấy cái lá ngải cứu này tươi, giá nát đắp lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa lại mặt. Đấy, và làm liên tục sẽ cho bạn một cái làn da mịn màng và trắng hồng luôn, nó sẽ không còn mụn trứng cá nữa. Đấy là đối với chị em phụ nữ chúng ta hay e ngại về cái vấn đề mụn trứng cá khi mà ra đường, đúng không nhỉ? Và ngoài ra thì cái cây này còn trị được cái chứng mà mẩn ngứa này, ghẻ lở, rôm sẩy ở trẻ nhé các bạn nhé. Đấy, với những cái trẻ nhỏ mà thường hay bị rôm sẩy này, thì các bạn xay nát cái lá ngải cứu này, lọc lấy cái nước cốt rồi hòa vào cái nước tắm của trẻ đấy, để cho trẻ tắm, và làm liên tục trong vòng vài ngày, đấy, từ 4 đến 5 ngày thì các nốt ngứa sẽ lặn mất. Đó. Ngoài ra thì nó còn có thể trị chứng bong gân nhé các bạn. Đấy, những cái trường hợp mà bị bong gân thì các bạn cũng có thể dùng cái lá ngải cứu này. Các bạn dùng khô hoặc là dùng tươi đều được, chứ nếu mà bị bong gân thì chúng ta có sẵn cái ngải cứu, lá ngải cứu khô, thì các bạn lấy loại khô 100g, các bạn tẩm rượu hoặc là giấm thanh này bó vào nơi bị tổn thương, ngày bó 1 lần, có thể bó 2 lần nếu chỗ thương đau nhiều và sưng nhiều. Đấy, còn nếu mà tươi ấy, nếu mà ngải cứu tươi chỗ các bạn có luôn ở khu vườn các bạn có, thì các bạn có thể lấy tươi về rửa sạch, giá nát để đắp vào cái chỗ mà bị bong gân đó. Và ngoài ra thì cái lá ngải cứu này nó còn có thể chữa. Theo kinh nghiệm dân gian chúng tôi thì cái cây ngải cứu là một cây cầm máu rất là tốt nhé các bạn. Khi mà chúng ta bị vô tình bị dao cắt phải hoặc là bị ngã, chấn thương, tụ máu, bầm tím các loại, thì các bạn có thể lấy cái lá ngải cứu này, các bạn thêm một chút nước bọt của các bạn kết hợp với lại một ít muối trắng, các bạn vò nát xong là các bạn cho vào, bó vào cái chỗ mà bị dao cắt này, bị thương, bị ngã xe, tổn thương, chảy máu nó không ngừng, thì các bạn dùng như thế nó rất là tốt này. Và một cái nữa đặc biệt là địa phương của chúng tôi hay dùng cái cây này để mà trị cái chứng mà bị dị ứng ấy các bạn. Dị ứng mẩn ngứa, nổi mề đay này, tất cả mọi cái dị ứng nhiều thì các bạn lấy cái cây này, các bạn kết hợp với muối trắng, các bạn vò thật áp, xong là các bạn cứ thế chà lên người, chà lên trong khoảng thời gian từ 1 phút đến 2 phút. Các bạn chà thế xong là để khoảng thời gian 10 phút rồi các bạn đi rửa thì nó sẽ làm cho cái trứng mà dị ứng nó sẽ không còn nữa. Đấy, những cái nốt mà sần sần ra nó sẽ hết luôn. Đấy là những cái kinh nghiệm dân gian. Vâng, đấy là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn qua lá ngải cứu này, qua cái cây ngải cứu. Đấy, chắc chắn là những cái thông tin tôi đưa thì nó còn thiếu rất là nhiều. Hy vọng là nhận được những cái sự đóng góp và bổ sung của tất cả mọi người. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và nhấn nút đăng ký để nhận được những cái clip mới mỗi ngày. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này cũng như là đồng hành cùng tôi trong suốt những cái thời gian một chặng đường khá là dài. Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi mong muốn làm sao tất cả các bạn ủng hộ tôi nhiều hơn nữa bằng cách chia sẻ, like và đăng ký kênh. Đó, và góp ý chân thành bằng những cái lời bình luận ở phía dưới. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.